tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định Nam Bộ vẫn oi bức dù đã có mưa vài nơi, trời nhiều mây, nhiệt độ giảm nhẹ. Còn ở miền Bắc, nhiều nơi xảy ra nắng nóng, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, đặc biệt nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngoài ra, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 55%, khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 55%. Tình hình nắng nóng ở các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến ngày 6 tháng 4. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Dự báo lượng mưa có thể đạt từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định, năm nay mùa mưa miền Nam sẽ đến sớm, do đó từ nay đến cuối tháng 4, mưa sẽ xuất hiện nhiều dần.